BB Cream Vanessa, lớp nền che phủ mọi khuyết điểm trên da. Ê, ba về rồi đây. An Bình nè. Có gà rán rồi nè. An Bình. Hi Daddy, have a good day. Chào ba, ba có khỏe không? Trời đất ơi, bữa nay Hăng nói chuyện gì kỳ cục vậy? Ủa, tụi con tập văn nghệ hả? No. Không phải. Không phải mà sao ai giọng cái mặt con gái của ba đổ quét vậy trời? Ai mua mấy bộ đồ này cho con vậy? It's me. Hello. Đó, coi coi, cái tim sang của tụi tôi nhìn sang ghê chưa? Con nhìn bên kia, phèn quá trời. Đó, đây là thành quả nguyên đêm của chú cháu tôi. Bây giờ tôi đã đi co lại tất cả quần áo cho hai đứa cháu ruột của tôi. Các con có thích không? Dạ thích. Đó. Thích cái gì? Lột đồ đã hết. Lý sao mà trời nóng gần chết rồi bắt con nhỏ bận hai ba áo mồ hôi một gây đổ tùm lum. Ủa gì kỳ vậy? Trời ơi, hai đứa nhỏ là nó phải xứng đáng nhận những cái gì nè thuộc về tuổi thơ của tụi nó. Nè, không phải cháu tôi thì thôi, chứ bây giờ nó là cháu tôi thì phải đặt ba tiêu chí. Đó là phải đẹp, phải sang và phải quý tộc. Đúng không các con? Yeah. Yeah. Chuyện gì? Chuyện gì? Đi ra. Nè, gì vậy? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, khi nào phải đợi kết quả rồi mới được đưa tụi nó đi. Bây giờ không có được đưa tụi nhỏ đi, biết chưa? Đúng rồi đó chị nụ, tự ấy dắt mấy đứa nhỏ đi coi coi coi. Mua đồ đạt cho tụi nó bận rồi, chị thấy không? Trời. Rồi kêu ai make up mà quýnh cái mặt con gái tôi hai cục má hồng như ai giọng như mặt nó vậy đó. Thấy chưa? Người ta còn bất ngờ nữa nè. Sao vậy chị? Đẹp quá. Trời đất ơi. Đó. Ai sắm đồ cho tụi con vậy? Là tôi đó chị. Một tay tôi đi coi cho hai đứa nó đó. Chị thấy sao nè? Đẹp. Đẹp cái cùng lâu chứ đẹp. Tự nhiên đâu xong vô khen ta đẹp à? Tụi con có thích vậy không? Dạ thích. Đó, thấy chưa? Sao, giờ chị thấy thích đúng không? Đẹp lắm, đẹp. Nhưng mà chị thích đó thì để tối nay tôi... Đẹp. Cậu định làm gì tôi? Tôi định làm gì tôi mà rủ tôi tối nay làm cái gì? Dạ tối nay em qua phòng chị em bàn là em tính nhờ một cái nhà thiết kế riêng đó để design riêng cho chị một cái đầm búp bê. Wow. Nhưng mà gì nội một mặt đầm búp bê chắc mắc cười lắm á. Đúng, đầm búp bê rất là đẹp. Cái gì đó, ai cho ăn nói chuyện kiểu đó vậy hả? Lúc đầu sao không nói chuyện ngọng nghẹo đi, bây giờ tự nhiên nói chuyện ngọng nghẹo là sao? Nói đàng hoàng coi. Đúng, đầm búp bê rất là đẹp. Anh lúc nào cũng muốn áp đặt tụi nhỏ là sao vậy? Áp đặt cái gì? Nó đẻ ra đâu bị ngọng, sao tự nhiên bận bộ đồ vét vô nói chuyện ngọng kỳ gần chết à? Còn tụi, sao cậu cứ nóng tính vậy? Tôi thấy là cho hai đứa nhỏ mặc đồ vậy rất là đẹp luôn á. Thấy chưa? Nghe chưa? Bà bên hội phụ nữ nghe chưa? Có cái đầm búp bê không giờ bà trở mặt với tôi phải không? Tôi thấy đẹp thiệt mà. Nè, tôi nói cho anh biết nha, anh đừng có lúc nào cũng áp đặt cái suy nghĩ, cái lối sống mà quê mùa của mình cho hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ bây giờ á là cháu ruột của tôi rồi, tôi nhận rồi. Tôi phải cho tụi nó một cuộc sống sung sướng, sống lúc nào phải xứng đáng với cái tuổi thơ, những gì mà nó xứng đáng nhận được. Tụi con có thích như vậy không? Yes. Đó, thấy chưa? Mà chưa hết đâu, tôi tính hết rồi. Các con, hãy cho mọi người biết cái timeline của tụi mình từ đây tới tối nè. Chơi game. Đó. Xong rồi đi ăn nhà hàng. Xong rồi đi coi phim. Đó. Thì quý tộc ghê chưa? Quý là khí khôn chứ quý. Không có đi đâu hết. Ba nói chưa? Cởi bộ đồ ra. Ở nhà ba nấu cơm, luộc trứng cút cho ăn. Trời ơi, cậu Tôn, sao cậu cứng đầu quá vậy? Ba mới là người cứng đầu đó nha bà nụ. Từ đất ơi, ăn hối lộ, có một bộ đầm búp bê thôi mà giờ trở mặt với tôi phải không? Cậu không hiểu hai đứa nhỏ gì hết. Chắc bà hiểu hả? Bà làm gì có con mà hiểu? Chứ bộ cậu có con hả? Hai đứa này là cái gì? Con nuôi. Đó, con nuôi. Con nuôi mà, phải con ruột mình đâu, làm gì quá vậy? Trời đất ơi, lo được tốt cho nó thì tôi không nói. Đằng này lúc nào cũng áp đặt cái quê mùa cho tụi nhỏ, thấy thương dễ sợ. Tôi nói cho anh biết nha, tôi đã lên kế hoạch rồi. Kể từ bây giờ, tôi sẽ đưa tụi nó về nhà ba mẹ ruột của tụi nó. Hai đứa, đây không phải là nhà của hai con. Hai con có nhớ ba mẹ của mình không?